Xin mến chào đến cô chú anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 12 tây tháng 11. Thì nhân dịp anh ruột mình tính gì anh ruột? Anh tên Thức anh. Tới gì? Thức. Anh Thức hả? Dạ. Mình ở đâu anh Thức? Ấp 4 xã Đông Kiều. Rồi ok anh Thức nay đến công ty em đập thùng cái con chích tê 155 anh em ơi. Thì anh Thức mình lấy đầu khui luôn anh Thức. Tự mình tới khui thùng luôn đi. Cho cảm giác mình đập thùng cái con chích tê này sao? Đó. Mua giùm cho chạy anh Thức. Dạ, vậy chạy bắp với cái cơm anh. Trời ơi, thứ gì chịu nổi. Cái máy này mà chạy gì? Biết khi nào mà nó hư. Bỏ con nón lên luôn đi, lên bộ đồ luôn đi cho tới công chuyện cái anh Thức. Đó. Mặc áo nó vô ba cái áo luôn rồi. Cái áo là ba mấy triệu rồi. Cởi áo luôn. Đừng cởi quần nghe Thức. Ba mấy triệu mà mặc vô có cảm giác khác liền. Lạnh lạnh không? Hả? Nhưng nhất cái xương sống không? Đó, cái Thức ơi. Đó. Rồi chăm nhớt vô luôn em ơi. Thử máy luôn. Không phải anh ơi, cái dấu mới kiểm tra, ví dụ đó khi nhà máy lắp ráp á, là nó kiểm tra. Rồi anh em nào có cần xài máy dòng Kuta ZT á, thì như anh Thức thì cứ liên hệ bên em ha, bên em sẽ bán cho anh em. Nói chung giá cả hợp lý. Giao hàng tận nơi luôn anh em. Thì bên em có bán hỗ trợ trợ góp anh em ha. Anh em nào có cần mua máy mà yếu kinh phí thì cứ liên hệ bên em. Địa chỉ bên em thì nằm ở huyện Tháp 10 bên em, tỉnh Đồng Tháp. Rất là đốc kiều nha. Đến làm thùng cái con chích tê 155 anh em. Cái đó mình xài, muốn xài xem gì xài. Đấu dây ra đó, phát điện ra đó. Đấu dây ra mình xài cái đèn led được không bạn? Được. Không? Rồi kết thúc anh em ơi. Anh em nào có sẵn xài máy thì cứ liên hệ bên em ha. Đến còn nữa gì không?